âm lịch buồn sáng họ bình gặp muôn đôi blu đôi chính là xa làm đúng ta cày blu ram tôm rem cờ sập trú dập ác mừng nuôi cờ tù ở đoạn này đúng nuôi khoa thôn tì Quảng Nam a đục dập cho cày phèn blu đôi muôn đôi lẽ nên khang blu lui tì làm đúng cư com chiên cày bị tụ mộ nằm hoại sầm rau cày chém dự yếu ở đây a mỏ đá cho cơm nuôi dìa. Căn mầm nuôi thỏ lây blu đuôi, muôn đuôi mừng vẻ màu. Nuôi cơ tu mừng khoam đuôn, lòng cờ đầy kèm nia. Xét lăng bùi giả rồi, mò mưa lấy blu đuôi muôn đuôi. Làm dập cư, mừng cây đụng bậc ở gọt làm lòng cực lại cả bên. Có nông mò toa chôm nuôi âm ra tùy blu đuôi. Đúng ta bọm xe xì bị đụng ủng mộ, chạm chinh, xìm cà đi cây. Blu đuôi muôn đuôi chứng lắc cây âm mò từ cả bác. Lệ nên, lúc khoa biên ea cơ tu về lại ta, blu đuôi muôn đuôi sẽ xì kèm giang âm mò thọc bọc mập lăng. Đâm nuôi blu đuôi muôn đuôi mong lưu bôn sang yên bộ bôn y cỡ khoa biên ea. Hồng cây phẹt nân, cây đuôi bị đá lấy làm dấp tà bró, mừng cây hạt tiệp ở gọt làm lòng cờ đâm tà bró prong làm lăng. Hồng cây đục đưa ra mừng lưu bôn sang, hồng cây lệ xoay đâm hồi mồm tài nghe. Có nhoa cây blu đuôi muôn đuôi mừng đâm khoa biên ea, đủ lấy cơm được bôn sang đâm làng cơ tu, bìm dẹm dị ở nhỏ tay. Xin hãy bóc cơ bùi cây cà rõ, hình cơ nắp sảm rong. Nơi bôn sang đâm làng, bị bừng cả bao, nằm cả tia. Bị đu chá bực hà mà, nằm ea xa khả năng. Nói về hát lý, đây là một cái truyền thống cực kỳ từ xa xưa của người cà tu. Cho nên trước khi mà hát lý... Lai cờ mùn đuôi, nền lẽ, cây đừng đã lại lâu mừng người cả tù. Có dẫn ăn, cái lâu cơ mừng đuôi rằng lụ đuôi lâu. Nên nhớ, cây dùa mì đi bìm có cây lụ hàm, âm bồn tác hông xin rung kra cây xó nhọ, bảo vã lụ này hỏng lụ đi. Vì hông con chinh cây rau, vì hông đi kia ra cây rau. Nguyên tuệ bìm bò hò cây dèm chinh, hông xin hét cây hành quam cả bài đu. Nguyên tuệ chăng cơ mô cây cùng gốp, hông con chinh bị rùm đi kia ra cỡ nập. Cùng nhau phát triển và đi lên. Cây blu đuôi muôn đuôi, khang mau lầm sàng gươl. Lệ nần xếp giang hồi lệ, a tia trổ mặt. Xin mưu ê nài ô ô ô, a đô a chong ong vóc, trong anh. Mừng tâm khóa biển ea cao vang lầm sàng gươl. Dư chàm nuôi điểm mự, gấp chôm nuôi biệt rát lăng phọ nô khóa biển ea đốc. Đinh mự cây blu mừng khóa bọn có, a đốc muôn đuôi. Nên nhớ, phun bóc mblang cơ kèm kra bọp lũ. Lệ nần, bìm có cơ kèm mùn tuệ xin nần, chăng cơ mô kèm lũ tuệ lâu. Khoa hạt đường nịch cơ tù, kèm hạ gồm gộp cộng chinh kèm tìm rau. Nuôi cơ tù nị này đoài bỏ thuần bìm lũ tuệ mùn tuệ bìm gà lạc lầy. Xin ra cây bỏ màu. Tớ cây chắc át hồng blu đuôi. Tớ bỏ chát át hồng blu đuôi. Long trúc cơ cây bị tụ ư xa cây. Blu đuôi mùn đuôi. Màu phun mừng khăn hòa tiếp ở Quạt Lam. Mừng nguy cơ tu lệ nên màu mừng đừng đã lại lâu. Cây chắc cái tim mừng blu đuôi mùn đuôi nên lẽ. Có do cơ cây xăm ta bèo bì đá bỏ màu. Do tùm rút ngất màu bìm xe xì. Can như hợp tiếp làm e, bi man như hợp tiếp làm kia. Can như rưỡi lòe phung, e man như rưỡi lòe bùl. Pio blu tuê mùn tuê. Lệ nâng dùm phần này định lệ, nuôi blu tuê mùn tuê bị thảo sang cây bò màu pio mtru ở sắp lệ nâng bìm gà vết mặt. Mấy ông già từ cái tuổi của tôi trở lên đó là họ biết. Đúng chồm nuôi khoam đuôn rằng cầu, cất lông, đi gỡ thảo sãi. Biết ta hay lộ đi, mong nửa thâu, mong nửa ái. Rạ này, phụ hợp đấy, ca mò rèm biết ta ạt thảo mơ. Lại đi tự mong mong tùm rèm mới đẩy nắp mà ra lột hẹ. Rạ này, có ẩn dụng dạp bèo, xe rưỡi này có bụi đuôi, muôn đuôi. Xếp bê nga kèm ác mừng rè ẩn dụng nửa nào là lòng cười đẩy nắp. Đâm phùy lùi, cây bạc xàm khôn ác cừu thật rách nuôi cờ tù.
Lát xì kai kè xìm mừng cân nâng bra hào hơn chất kè tạng xem lây chương thiên cổ nà lê nâng cân nâng bra ngăn rập đường Việt Nam. Mình bù đôi, mùi đôi, chương lê xa làm đúng kè dạy liệt đường mỹ bắt xem mông lực cơ tù. Cách rập này cũng biết hông kè bù hàm mừng lực buồn sang. Bị đá kè dạy chương, kè bù hàm kè khắp chăng tầm núi. Bị đá làm đúng kè bì lông gặp bò bù, kè bù đôi, nuôi đôi, nuôi mùi bị do hông kè phèn, hông kè nòi nô. Mừng lúc kèm tâm tân không kèm bị mồi lắm. Sự nên chẳng cơm nuôi bị bụ ấm mô đá người tuệ. Một kèm mình ý lắm lệ đần cá rõ bỏ bụ bị gió. Màu sự nên cơ kèm bụ râm ra màu kèm bãi nọ. Bọn này cơ không muốn tuệ có bụ kèm chắc kè tì. Có gió kèm bìm gần chè mình dội lặng hạt rạ. Gợm đề tì lệ đần có mình ấm mô mô kèm mùi sẽ nên khám mô mô yên hàng bụi bìa ta. Kể mình chạy bụ bụ kể xe mẹ đi. Có mình gửi chăng cơ mồm nơi kể thao xin nâng cơ. Tuy bì mình chạy đúng kể bụ tôi, mùn tôi sẽ nâng. Hôm nay bố đúng ta mừng kể phung khoảm tuần bụ dễ đuông làm khó nọ phèn mừng đáng lệ đần cực nà. Địa ta kể lại dọ hông khó nọ nơi buồn sang. Thao sang nâng lệ, khó nọ phèn lệ đần hạt rạ cực nà kè chăm tuần. Cảm đi phực sáng là buồn. Mẹ bố, chúng kèm lộ kèm mùn tuê mừng phung khoảm tuôn. Như có mai làm ai tìm được buồn sang. Lê nâng, dọa hông hạt ra phèn mừng đáng. Lê nâng cổ nà. Ở mọi dọa lên màu tù giáp, khu nà cổ thật kè hông ở sập lộ cực là chà ra. Cô nâng bỏ sang chữ ea đúng cơ lộ bà tùy đó hẹ đúng nạch kê bèo kê bật xẻm này. Thì đúng cơ triệt Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang. Lưu thu nì gào, con tiền lên đúng mì bùl bù tuê, mùn tuê. Mọi ngôn khóa bình em nơi khoảm đồn thâu bụ đuôi, mùn đuôi em tốt cập hồ đây. Rạng này bụ đuôi, mùn đuôi ở đục trọ dùm làm buồn sang lưu cơ tù. Tuy tùm bản làng, cái này ở đục mò dùm xe xì, cái bí đồ ủng mộ, cái dạy dinh nằm hoài xe mrau lưu đoạn đá. Làm gửi này, cái bí đá mừng đùm gửi lì nụ khóa xì kè chùi hềm, tự bí mô hàm mừng nơi khoảm đồn. Mình giáo dục con cháu, ví dụ là mình ngồi uống nước, uống chè. Lúc đó là mình truyền lại công tố cỡ nạc trồm, xét lê đục chìm nằm e, nằm chê. Mình uống rượu ít, mình uống trà, uống nước trong bàn làng. Rê đục tố cỡ trô bổ thâu, biết mùn tuê cỡ tuổi mự. Muốn nói cái kia là phải nói như thế này, để cho hợp lý cho người khách họ không biết. Em đến đây là để nghe các ông bà già hát lý ở đây. Ở đây hệ tiện này biết mực ấy tuần buồn tuổi. Mô hệ tiện này chính là được ai đi cỡ đây. Được các ông bà già ở đây truyền lại. Ở đây biết mặng ấy tuần tô cơ phùng gửi lý đầy sẽ đây. Mô hệ em lệ đơn điểm là rạc lệ bật xem mừng dưỡng nà cơ tù. Phát huy truyền thông tốt đẹp của dân tộc cơ tù này. Sạ ba cơ triết kinh chư chàng Đông Giang Chà Quảng Nam. Khóa biên ea y công nuôi kre thôi đi mực bốn sang cơ tu tỷ này. Hồi này sang mổ tuê. Y ngào cơ chóc nằm ea chê. Úng mộm đuôn công rung tuê loài xì khăn hoạt đường lần lẽ. Lụ tuê mùi tuê cơ tu. Bật đá ám ịt gửi nhớ. Nuôi kre thâu cơ tu đục bẹ đi tỷ Quảng Nam lễ đân. Gia vật thừa thiên Huế tu rung tuê hòng hẹn hẹn nhìa. Lễ ngày hội. Thứ nhất là lâm đấm rủi ác răng lũ đuôi phung khoam tuần lũ yal mự chặt snack đoạn này lẽ cây trong bình chèm ông mò bò ra chìp béo biết ta răng lũ mự chặt đi sẽ xịt cây mùn rọ này lên mùn đuôi răng gân y say giam nằm hoa nuôi khoam tuần phung ai đại đam bình nghi độc đỉnh mự mùn đuôi hồng cây mình chè thanh niên người ta nghe ông già hát rất hay. Ông mày nhớ ố cái kệ này mua nhì lặn này bị kệ đi là mình sẽ nần gượm tìm thấy sai. Có nông mũi này ô nần đốt gượm sẽ biết ta kẹp lụi yal ở mồm mồm sẽ ô. Chuyện mà nói á thì mỗi anh nói mỗi khác nhưng mà người ta hiểu với nhau.
Clay kèm bro lại đơn chết đùm clay bắt xem sẽ đơn. Biết đáp bố clay sẽ nhớ, blue tuê mùn tuê dưng clay lại đi. Có dọn ơn, bram xin kra lại đơn kriệp yếu, clay phiện này ở đục lại đi. Cũng đang gặp nhiều vấn đề cam go. Cái nó lý và hợp lý, cái nghệ thuật này thì bây giờ đang là một đề khó. Bởi vì cái này thì blue tuê mùn tuê, clay phiện này lắc tuôm clay thịt lan. Có do blue tuê mùn tuê đùm gỡ lẹt lẹt. Sơn nên ở đoạn này gỡ lẹt hên cơ phủ ở đây. Có do nên, này giấc clay chăm xìm kra mừng cân đừng brot đáng cực trực đồng giang. Lên nên ta rắc lùa brot đi chả ra cực trực đồng giang. Sẽ xì, ngạp phim mò hẹ, clay đùm vết mừng khó biệt ea. Lên nên tùm đi kre thâu blue tuê mùn tuê. Lâm tôm rèm cỡ nạc trồi tại nắp. Mò sân nâng cơ, tuy kê bèo lên ân, mày lắc đình lăng cơ bọa này. Lâm sát dưỡi nà, mò sát ai kết rập cổ thật kết hình tìm đề. Mò lúc hạt râm nạch, bèo thọc kà là kết rập cổ nâng, mò yên hẻm nhìa. Vương y cao, tùm kinh lâm chạt Quảng Nam, cơ bà kà lên ân Tây Nguyên. Kết kết tư ngã rạ kê bèo, bìa ta trô rạ này. Lê mò tù giáp kết rập cổ thật kết nâng lẹ lâm kê vô rập hẹ. Từ ta, tùm kinh ở mô kìa kết tương kìa bèo, có nông phiểu đuôi. Cái trắp cổ thật kẻ này, ở đục mạc có nông làm hạt trùm hạ đuôi. Đoạn từ 2016-2020 là Tây Giang sẽ đưa lộ trình tranh thủ ghi âm ghi hình. Gửi thun đôi bộp là năm đôi bộ đọc lộ. Tây Giang mà ra mồi làn hạt rạm lụ mạ sạp mạ rụp lệ đần. Giáp ba làm lệ này bê cơ phung kết thầm tùm rèm. Các trông lăng cả phung ở đây. Rồi hướng dẫn tập huấn chuyển trạng cho thế hệ. Mà trước mắt là các em học sinh và theo đó đối với cán bộ công chức tên nắp mồ hạ đầy hẳn ra lên biệt nần hồng tùm cơ nọa rùm mà bọc nụ con à nuôi mà bọc tì tài giang làm ở tùm tùm rèm kè cơ tu mà hơn đã kè bụ đuôi mùn đuôi vào trong một cái tiết mục để rồi có một cái phần hướng dẫn giới thiệu tổng quan về cái tiểu phẩm nội lý chẳng cực nội rút nuôi mà bọa thâu hên cơ cực trăm cổ thật ra kết lấy đơn bỏ ra chi lấy lụm nuôi cơ tu tì Tây Giang và tiếng nói chữ viết của người cơ tu Tây Giang. Sắp tới trong cái việc để công nhận được là di sản văn hóa phi vật thể được nập trú bio UNESCO tù giáp lần lẽ cơ trăm cổ thật ra kết sập lụm mấy cực tương kể bio lại đơn đêm là lấy bỏ lụm bỏ ra chi nuôi cơ tu. Gửi cơ tư nguồn trọng trả phụng ở đây, xin bê ngạc, bia bìm có hồng đâm phụng kre thâu dạng bia kèm mùi làm khổ nào hạt tiếp nước bổn sáng. Đâm kèm trọng trả ra yếu thư rì làn hạt rạm mượn đáng và lấy kèm trèm đào dồm ác cơm nước bổn sáng. Bia kèm lụ đuôi mùi đuôi, màu dạng bia cười nụ cười lì tay. Ông mới cho con đồng cây khắp cây kết rực an bằng lực bồn sang cờ tu. Đúng kinh chăng cơm một cây trực trả ra yếu lách cơ tăng cơ chập hình. Đúng kinh nâng thả ra bộ dọa tuôm chăng cơm một cây cơ xìm lăng hề làm hình cơ bụi tuê, mùi tuê mùi cờ tu. Trực trả ra bìm là ra bộ ngạ này làm khó nọ hạ tiếp ở quạt làm, mùi bồn sang kinh chủ chàng. Thả ra bộ hô hơn Quảng Nam, chăng cơm một cây hơn đã làm cây bụi tuê, mùi tuê. Phải tùy đoà đúng phung cây thâu khó biến ea kèm bộ. Phlem Việt Nam chẳng cơ mò đụ mạ sắp có xem kra tùm kè bụi đuôi mùi đuôi chẳng dạ bèo kể tệ nắp ở mô đá đung làm đình trộ ở sập lũ bèo hơn thâu cầm được bồn sang tùm kè tủ dùm kè bắt xem làm kè đuôi đăng nửa cơ tù.